Chào mừng quý vị đến với chương trình Netflix Story. Thưa quý vị, một nửa thế giới là phụ nữ, và phụ nữ thì là biểu trưng của sắc đẹp. Tuy nhiên thì không phải người phụ nữ nào cũng tự tin vào nhan sắc của mình, và vẻ đẹp của người phụ nữ cũng không có một cái chuẩn nào cả. Nó sẽ có những nét riêng để họ có thể nhận biết và trân trọng bản thân mình hơn. Thì tất cả những điều này đã có trong một dự án của những người trẻ có tên là You Are Beautiful, đã tạo nên được một hiệu ứng trong cộng đồng. Và ngày hôm nay trong phim trường Netflix Story, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trưởng nhóm của dự án này. Xin được giới thiệu Thành Nhân. Xin chào anh. Không, tôi không tự tin tôi là đẹp. Tôi không có tự tin là mình đẹp. Không, tôi không nghĩ là tôi đẹp. Không, tôi không tự tin về vẻ đẹp của mình. Vừa rồi thì chúng ta đã được xem qua một đoạn của chương trình đã phỏng vấn rất nhiều người phụ nữ với cái câu hỏi là bạn có tự tin vào cái vẻ đẹp của mình hay không. Thì đa phần là nhận được một câu trả lời là họ không tự tin vào điều đó. Như vậy thì chính bản thân Nhân, em cảm thấy như thế nào khi mình là một trưởng dự án với những cái thông điệp về vẻ đẹp của người phụ nữ như thế này? Dạ, em thấy đó chính là cái lý do mà thôi thúc tụi em làm cái dự án này luôn. Tụi em làm cái dự án này với một cái nghiên cứu của tập đoàn Dove năm 2004, thì trên toàn thế giới khảo sát thì chỉ có 2% phụ nữ dám tự tin nói là mình đẹp. Và họ phát triển một cái dự án có mang tên là The Real Beauty. Tới năm 2011, sau 7 năm rầm rộ dự án này trên cấp độ thế giới á, thì con số này cũng chỉ tăng từ 2 lên 4%. Như vậy thì em nghĩ là có phải sự tự ti hay đơn giản là họ không nhìn nhận một vẻ đẹp theo cách thức riêng hay không mà chúng ta có những cái con số rất thấp như vậy? Dạ, em thấy đó là có nhiều lý do để gây ra cái chuyện này. Cái sự tự ti của họ là hoàn toàn có. Tụi em ra đường nha, tụi em thử hỏi một người là bạn có tự tin vào vẻ đẹp của mình hay không, thì hầu hết họ nói là không. Như vậy chúng ta đang nói đến yếu tố ngại ngùng. Có phải ngại ngùng cũng là một trong những cái điều mà chúng ta không thể nhìn nhận một cái vẻ đẹp hay không? Dạ, đúng rồi. Về ngại ngùng đó là chính là sự thiếu tự tin đó. Dạ. Thực ra có một điều rất là tò mò, và Hoàng Trí nghĩ là chắc khán giả cũng sẽ tò mò là với một chàng trai trẻ như thế này, em sinh năm 96 thôi, tại sao lại quan tâm đến cái ý tưởng cũng giống như là những cái khảo sát về vẻ đẹp của một người phụ nữ như vậy? Tụi em là một nhóm trong một lớp học kỹ năng. Đây là một cái dự án tốt nghiệp của tụi em. Ý tưởng này ban đầu không phải là của em, nhưng mà đó là của một chị trong nhóm tên là Kim Anh. Khi mà vừa nghe qua cái ý tưởng này thì cả nhóm hoàn toàn đồng ý, và ai cũng thích cái ý tưởng này hết. Em lúc mà nghe tới cái ý tưởng này liền nhớ lại cái kỷ niệm của em trong cuộc sống. Nhất là mẹ em năm nay 45 tuổi rồi. Nhiều lần mẹ tâm sự với em rất là đơn giản như là hôm nay mẹ già rồi con. Sau này mẹ già nữa thì làm sao bây giờ? Đó cũng là những cái mà em băn khoăn trong lòng, muốn giải thích cho mẹ là ở già thì đẹp lão chứ có sao đâu mẹ. Trong mắt mọi người thì như ba với con thì ai cũng thấy mẹ đẹp hết. Thì đó là cái lý do mà em cũng muốn chia sẻ cái thông điệp này với mọi người, muốn là ai cũng có vẻ đẹp hết, vẻ đẹp đến từ sự yêu thương từ những người thân của mình, chứ không phải là vẻ đẹp từ sự bề ngoài. Hiện nay thì em thấy cái tiêu chuẩn về vẻ đẹp nó đã lan truyền ra thế giới rồi. Muốn nói cho mọi người biết cái thông điệp đơn giản như là V-Life không phải là nhất, vẻ đẹp thì đến từ sự yêu thương. Như vậy thì không biết là mục tiêu lớn nhất của tất cả các bạn khi thực hiện dự án này có phải là để cho mọi người nhìn thấy mình đẹp hay không, hay là còn một cái ý tứ nào khác nữa? Còn một cái ý tưởng khác nữa, đó là lan truyền về sự quan tâm tới những người phụ nữ xung quanh. Mình cũng rất là vui khi được biết đến và có thể là chụp những ảnh về các bạn, các cô, và được tôn vinh cái vẻ đẹp của họ lên để cho họ có thể cảm thấy mình có vẻ đẹp. Mình đi gặp họ trong những cái khoảnh khắc thường ngày, chứ không phải là phải chụp ảnh họ khi mà họ đang làm việc tự nhiên, hay là họ đang cười một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là cần phải tạo kiểu gì cả. Và khi lúc đó họ tỏa sáng, thì cái đó là mình gọi họ là những đóa hoa ngày. Sau dự án này, mình mong muốn là khi mà đi ra đường á, thì mỗi người phụ nữ là luôn ngẩng mặt lên, và khi mà được hỏi rằng á là bạn có tự tin không á, thì họ sẽ có động lực để mà gật đầu nói tôi tự tin là tôi xinh đẹp. Như vậy là các bạn sẽ phân bổ như thế nào và có những cái hình thức ra sao để chúng ta, để cho một người phụ nữ khi mà chúng ta đến với họ và họ nhận ra rằng họ đẹp? Về phần cách thức á, thì trong những ngày mà đi chụp hình của tụi em, nó có hai cách thức chính. Thứ nhất là về đối tượng được lan truyền, là phần lớn là những bạn trẻ. Với đối tượng này thì chúng em lại nói chuyện, chia sẻ cái thông điệp của chương trình,
và nói là nếu bạn đồng ý với chương trình, với thông điệp này và bạn thể hiện là bạn tự tin thì hãy chụp với mình một tấm ảnh không qua chỉnh sửa và được đăng thẳng lên fanpage của chương trình. Đó là về phần lan truyền thông điệp. Còn về đối tượng tương tác, chủ yếu là những người phụ nữ trên 30 tuổi, những người mà gọi là bước qua nửa bên kia cuộc đời á, cảm nhận được sự ảnh hưởng của sự lão hóa. Đây như là những tấm hình này. Anh thấy là với chính bản thân của tụi em khi mà chia sẻ về những người phụ nữ như thế này á, thì mình gọi tên đó là với một cái chủ đề đó là những đóa hoa thường ngày, đúng không ạ? Nhưng tại sao lại như vậy ạ? Dạ, tại vì là trong cái quá trình tụi em đi chụp ảnh những tấm ảnh này á thì hoàn toàn là tự nhiên. Chứ em đi gặp các cô ở trong cuộc sống bình thường của họ, trong cái những lúc mà họ đang lao động, đang mưu sinh kiếm sống, thì trong những công việc thường ngày đó tụi em nhìn nhận ra cái vẻ đẹp này, tụi em thấy được đây là những bông hoa, thì đây chính là những bông hoa thường ngày của em. Là một trong những người rất là tâm đắc với dự án này và em cũng quan tâm rất nhiều về cái đẹp của người phụ nữ, thế thì anh sẽ đặt ra cho em một câu hỏi là theo em thì cái đẹp của người phụ nữ được đo, được đếm và có một cái chuẩn nào cụ thể hay không? Em thấy hoàn toàn là không nên đặt một cái chuẩn cho vẻ đẹp người phụ nữ. Tại vì vẻ đẹp người phụ nữ từ trước đến giờ, mỗi một thời kỳ trên thế giới, mỗi một giai đoạn thì người ta lại thích những cái kiểu chuẩn mực khác nhau. Nên là ai cũng có vẻ đẹp riêng hết. Nên cả cái logo của chương trình á, một cái màu... Đây, logo của chương trình. Thì anh nhìn thấy là gương mặt của một người phụ nữ có một bên trắng, một bên thì để trắng, bên đen, đúng không ạ? Đó là lý do như thế nào? Đó là cái ý nghĩa của logo này, nó là sự khác biệt tạo nên vẻ đẹp. Là vẻ đẹp là những thứ khác biệt, không phải có một chuẩn mực nào có thể đo đếm được. Cái thông điệp lớn nhất của dự án này không phải là về một cái vẻ đẹp hình thức, mà nó còn là vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp của chính những con người sống với nhau, dành tặng cho nhau, đúng không ạ? Như vậy thì không biết là với cái khó khăn dành cho dự án của mình, nó có phải là từ cái việc chúng ta tiếp cận mọi người để mọi người có thể cởi mở với mình hay không? Hay là có những cái khó khăn nào trong chính thành viên trong nhóm nữa? Cái khó khăn đầu tiên là về việc tiếp cận, anh nói là đúng rồi đó. Không phải ai cũng là người tiếp cận được. Nữ thì dễ tiếp cận hơn nam, nhưng mà tất cả các bạn đều phải qua một cái huấn luyện, một cái gọi là đào tạo trước cho các bạn để tiếp cận như thế nào, để không phản cảm. Thì bên đó chúng em có những cái bạn có nhiều kinh nghiệm, có nhiều khả năng để chia sẻ cho các bạn khác. Khó nhất là các bạn nam đi tiếp cận với những cô, những bác thì họ thường không có ngại ngùng lắm, họ không có thích thú lắm với chương trình. Các bạn nữ thì dễ hơn. Ngày trải nghiệm với những cảm xúc vui buồn, có những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Để từ đó, tình bạn được gắn kết, tình người được sẻ chia và thông điệp về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ. Những kết quả bước đầu này sẽ là niềm động lực lớn để các thành viên dự án You Are Beautiful tự tin hơn với những kế hoạch lâu dài trong tương lai. Như vậy thì không biết là trong suốt khoảng thời gian chúng ta dàn trải cũng như là thực hiện cái dự án này thì chính bản thân các em là người nhận lại được điều gì? Những lần đầu tiên mà tụi em tiếp xúc với những người lớn xa lạ hoàn toàn, những lần đầu tiên mà tụi em trải lòng với những câu chuyện của các cô ở ngoài đường, khi mà bình thường á, chưa có chương trình này ra công viên á, thì các cô mời tụi em sẽ lắc đầu. Như là những người hàng rong hay là những cô lao công thì không ai để ý đến nữa. Khi mà tụi em tới nói chuyện với các cô thì mới cảm nhận được cuộc đời của họ, cảm nhận được câu chuyện của họ. Đó là cái cách mở lòng đầu đời của tụi em ở đối với xã hội này. Như vậy thì để nhắn gửi một cái thông điệp hay một lời nào đó đối với khán giả đang xem chương trình thì em có nhắn nhủ điều gì? Hãy tự tin vào bản thân mình. Hãy cứ là mình thôi. Vẻ đẹp là sự khác biệt. Không có cái tiêu chuẩn nào đo được vẻ đẹp của các bạn cả. Hãy quan tâm tới những người phụ nữ xung quanh các bạn. Họ đều là những bó hoa, những đóa hoa thường ngày của quá khứ và của tương lai. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của em ngày hôm nay và chúc cho dự án của chúng ta sẽ ngày một được lan tỏa hơn nữa, mạnh hơn nữa cùng với sự chung tay của rất nhiều người để tất cả mọi người trong xã hội này đều cảm thấy đẹp và sống hạnh phúc với những điều mà họ làm cho xã hội. Một lần nữa xin cảm ơn em rất nhiều. Hoàng Trí nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có một vẻ đẹp riêng cả, bởi vì vẻ đẹp
là một sự riêng biệt của chính bản thân mình. Đơn giản, chúng ta là chúng ta, là một vẻ đẹp vĩnh hằng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Navy Story và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.